con để khắc phục những cái khó khăn, không được không để cho nhân dân đói rồi là rét, thiếu lương thực thực phẩm. Chúng tôi sẽ sử dụng vận chuyển đường không với cái hàng lượng hàng tiếp tế của tỉnh Quảng Nam gửi cho huyện Phước Sơn chỗ các cái xã bị cô lập, bao gồm khoảng 20 tấn gạo, 500 bộ mùng mền và các thuốc men, thịt hộp rồi mì tôm để đến các đồng bào. Hơn 3.000 hộ dân tại huyện Phước Sơn bị chia cắt trong những ngày qua đã được tiếp tế kịp thời. Những người ốm đau cũng được lực lượng quân đội nhanh chóng đưa đi cứu chữa. Bà Nguyễn Thị Ký, 70 tuổi, là một trong số những người đã may mắn được bộ đội đưa lên máy bay về bệnh viện Đà Nẵng để điều trị. Nghĩ lại những gì đã xảy ra, bà Ký vẫn chưa hết những nghẹn ngào. Hiện tại thôn Mộc mà chỗ cô ở nó đi ra cứu nhà cô á, với lại cứu nhà bên kia là cứu theo nhà cô bị cuốn trôi theo đứa con bộ. Đây nam người mà bị cuốn trôi theo người có ba người kia thuộc trở lại. Chưa tìm thái bơm nớp và đây tìm miết mà với bà đang mưa miết cũng tìm cũng không được. Ở thành thử anh ngàn nay cái để nhờ anh em đây đổ đồ xuống ăn cho cứu trợ đây chứ không có gì ăn. Cái gì đồ ăn thức uống ở đấy như không còn bây giờ như nào? Trừ bữa nay là có anh em dạ có hòn cứu trợ đây người xóm trừ được hai chuyến rồi cũng có. Nói chung cũng đỡ đói rồi chứ không phải mấy bữa như giờ còn như không có chuyến này nữa là coi như đói đây là đói rồi. Có cái xỏ đó là chứ giờ không còn gì nữa ăn hết trơn, có đồi núi là có những sọt hết trơn rồi. Những ngày sau lũ, nguồn nước sinh hoạt của người dân bị ô nhiễm, hàng nghìn xác động vật chết gây mùi hôi thối, ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe của người dân. Bộ đội vẫn luôn là lực lượng xung kích đi đầu. Đã có biết bao đoàn cán bộ chiến sĩ của các đơn vị tỏa đi các nơi, giúp nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ bằng những việc làm thiết thực. Còn có hơn 20 bác sĩ và trang bị đủ thuốc, phương tiện, vật tư tiêu hao để khám chữa bệnh cho bà con. Chúng tôi cố gắng là đáp ứng cao nhất cái sự hài lòng của bà con. Nhờ sự giúp sức của các cán bộ chiến sĩ, nguồn nước sau lũ của nhân dân giờ đây đã sạch sẽ, an toàn. Môi trường cũng đã được phun khử trùng sạch sẽ. Sức khỏe được kiểm tra chu đáo, cuộc sống dần ổn định. Sự giúp đỡ chân tình và làm việc tận tâm của các cán bộ chiến sĩ đã nhận được tình cảm, sự ghi nhận của chính quyền và nhân dân địa phương. Nhờ có đoàn bộ đội quốc phòng vào và khám chữa bệnh cho bà con cũng chia sẻ phần nào những khó khăn mà bà con đang gặp phải. Thì cũng thay mặt chính quyền địa phương cảm ơn các đoàn bộ đội. Rồi bị mưa lụt không đi khám bệnh viện được. Hôm nay có y bác sĩ bộ đội tới khám cho tôi rất cảm ơn hoàng anh bộ đội của Hồ. Bằng những việc làm thực tế, gian khó không ngại, hiểm nguy không lùi, hình ảnh bộ đội cụ Hồ lại càng thêm tỏa sáng, thể hiện nghĩa vụ trách nhiệm của người chiến sĩ với quê hương, đất nước, nghĩa tình tiền tuyến và hậu phương, mà hơn hết lúc này là tình người trong gian khó. Những nơi các anh đến, mỗi bước chân các anh qua là những yêu thương ở lại.